Thưa quý vị và các bạn, như ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã giới thiệu là trong phần cây thuốc quý thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng của loại thảo dược có tên là kim ngân hoa. Và bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung này. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Xin chào Hồng Ngọc, xin chào quý vị khán giả của chương trình Cây Thuốc Việt. Vâng, trước khi tiếp kiến với bác sĩ ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời bác sĩ cũng như quý khán giả đang theo dõi chương trình cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình thực hiện. Kim ngân hay còn gọi là dây nhẫn đông là loài cây của miền Đông Á ôn đới như Nhật Bản, Triều Tiên và Trung Quốc. Mọc hoang ở vùng Đông Bắc nước ta và thường được trồng nhiều ở miền đồng bằng Trung Du và miền núi từ Bắc vào Nam. Cây thường ra hoa sau 1 đến 2 năm, hoa thơm hơn khi nở có màu trắng, về sau chuyển thành vàng, vì trên cây cùng có hoa trắng và vàng nên mới gọi là kim ngân. Hoa hái lúc mới chớm nở từ tháng 3 đến tháng 6, phơi hoặc sấy khô để dành pha uống thay trà. Theo Đông y, kim ngân hoa có tính mát lạnh, vị ngọt hơi đắng, vào bốn kinh phế, tâm, tỷ vị, không độc, có công năng thanh nhiệt, lợi thấp, giải độc, giải biểu, lợi tiểu, dùng chữa dương bệnh, trường hợp không phải thực nhiệt, kiểu hư hàn, ra nhiều mồ hôi nên tránh dùng. Nước sắc kim ngân có tác dụng mạnh hơn các dạng bào chế khác, hòa tốt hơn cành lá. Theo y học cổ truyền, kim ngân hoa có tác dụng thanh nhiệt và giải độc. Còn theo kết quả nghiên cứu dược lý hiện đại chứng minh, thảo dược này có những tác dụng sau. Kháng khuẩn. Kim ngân hoa có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu vàng, liên cầu khuẩn dùng huyết, phế cầu khuẩn, trực khuẩn ho gà, trực khuẩn thường hàn, trực khuẩn mủ xanh, não cầu khuẩn, trực khuẩn lao ở người cùng các loại nấm da, virus cúm. Chống viêm, làm giảm chất xuất tiết, giải nhiệt và làm tăng tác dụng thực bào của bạch cầu. Tác dụng hưng phấn trung khu thần kinh, làm hạ cholesterol trong máu, tăng bài tiết dịch vị và mật. Tác dụng thu liễm do có chất tannin, tác dụng lợi tiểu. Thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, qua phóng sự vừa rồi thì chắc hẳn quý khán giả đã biết được đặc điểm sinh học cũng như là về một số đặc điểm của loài kim ngân hoa. Vậy thì bác sĩ có thể nói sâu hơn về công dụng của loài thảo dược này cũng như là công dụng chính của loài thảo dược này được không ạ? Có thể nói là kim ngân hoa là một vị thuốc rất quý trong y học cổ truyền. Nó là một vị thuốc đứng đầu bảng trong các nhóm thuốc mà có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Còn về cái bệnh lý mà được sử dụng nó thì kim ngân hoa thường được sử dụng trong rất nhiều bệnh lý, ví dụ như là mụn nhọt này, lở ngứa này, rồi dị ứng này, rồi các bệnh lý viêm nhiễm mà có sốt, các cái bệnh ôn nhiệt giai đoạn đầu tiên, thì có thể nói rằng là đây là một cái vị thuốc gọi là kháng sinh thực vật trong y học cổ truyền. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là kim ngân hoa tác dụng chính của nó là thanh nhiệt cơ thể đúng không ạ? Và có thể giảm mụn nhọt này và là kháng sinh thực vật. Vậy thì trong y học hiện đại thì kim ngân hoa được nghiên cứu như thế nào ạ? Có thể nói là kim ngân hoa là một trong vị thuốc mà được dược học hiện đại nghiên cứu rất là kỹ, bởi vì nó có rất nhiều cái tác dụng dược lý khác nhau. Tác dụng đầu tiên của nó là tác dụng kháng khuẩn. Có thể nói kim ngân hoa có thể diệt được rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó kể cả những loại mà khó diệt nhất, ví dụ như là tụ cầu vàng, ví dụ như là trực khuẩn mủ xanh. Cái thứ hai nữa là kim ngân hoa tác dụng là chống virus, tức là tất cả bệnh lý liên quan đến virus đều có thể dùng kim ngân hoa. Cái thứ ba nữa là gì, là tác dụng là tiêu viêm, tiêu viêm. Cái thứ tư là tác dụng là lợi mật và bảo hộ tế bào gan, mà chúng ta biết là gan là một cơ quan rất là quan trọng trong vấn đề mà phòng chống các bệnh lý mụn nhọt, trứng cá. Thế rồi tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng ở trong cơ thể, tức là cái gọi Đông y gọi là chính khí. Thế rồi nó tác dụng là gì, là hạ mỡ máu. Và cuối cùng là có tác dụng rất đặc biệt, tức là tác dụng chống ung thư. Vâng. Nên có thể nói đây là một cái dược thảo rất là quý. Vâng, như bác sĩ vừa cung cấp thông tin thì có thể thấy rằng là hay là nếu mà da mà chúng ta bẩn ấy thì nó có thể làm cho là tắc các tuyến bã, và từ đó các chất nhờn đó nó ứ động lại và tạo nên các mụn, các trứng cá, mụn đầu trắng rồi là đầu đen. Thế cho nên là để vấn đề đảm bảo là dự phòng cũng như để điều trị tích cực và phòng chống tái phát một cách tích cực các cái bệnh lý mụn nhọt, trứng cá ấy, thì phải đảm bảo được ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tác dụng gọi là điều tiết, làm giảm cái tăng tiết của tuyến bã. Cái thứ hai nữa là tác dụng kháng khuẩn. Và cái thứ ba nữa là tiêu viêm. Thế thì có thể nói rằng là trong tất cả các thuốc thanh nhiệt giải độc y học cổ truyền thì kim ngân hoa là một vị thuốc đứng đầu bảng, cho nên nó đáp ứng được cả cả ba cái yêu cầu này.